Chào mừng quý vị và các bạn đến với AutoBikes.vn, trang thông tin về ô tô và xe máy hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lệ phí trước bạ ô tô cũ được tính thống nhất trên toàn quốc là 2% giá trị còn lại của xe. Hiện nay, lệ phí trước bạ ô tô cũ được tính dựa trên 3 yếu tố là giá trị ô tô mới 100% theo quy định chung của Bộ Tài chính, tỷ lệ chất lượng còn lại của xe tính theo năm sử dụng và mức lệ phí 2% áp dụng với xe cũ trên toàn quốc. Giá trị ô tô mới 100% theo thông tư 301/2016, thông tư của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ và thông tư 304/2016, thông tư của Bộ Tài chính về ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính được ban hành cuối năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Giá trị ô tô mới 100%, kể cả nhập khẩu nguyên chiếc và lắp ráp trong nước, đều tính chung một mức giá trên toàn quốc theo bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy do Bộ Tài chính ban hành. Điều này hoàn toàn khác với trước đây khi bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy do Sở Tài chính các tỉnh, thành phố ban hành, giá tính thuế ở các địa phương có thể khác nhau. Đặc biệt, cũng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, giá trị ô tô mới 100% làm căn cứ tính chất lượng còn lại của ô tô cũ không còn là giá trị ô tô mới 100% tại năm sản xuất nhập khẩu của chiếc xe đó mà áp dụng chung một mức giá theo bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy hiện hành do Bộ Tài chính ban hành. Chẳng hạn, một chiếc BMW X5 dung tích 3 lít 5 chỗ ngồi, nhập khẩu năm 2007 hoặc 2009 đều có giá tính lệ phí trước bạ chung toàn quốc đang áp dụng hiện nay là 2.917 triệu đồng. Theo thông tư 301/2016, thông tư của Bộ Tài chính, tỷ lệ chất lượng còn lại của ô tô cũ, còn gọi là tỷ lệ khấu hao của xe, được tính theo thời gian sử dụng của xe, tính từ năm sản xuất, nhập khẩu đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Thời gian sử dụng xe trong một năm, giá trị còn lại của xe là 90%. Thời gian sử dụng trên 1 năm đến 3 năm, giá trị còn lại của xe là 70%. Thời gian sử dụng trên 3 năm đến 6 năm, giá trị còn lại của xe là 50%. Thời gian sử dụng xe trên 6 năm đến 10 năm, giá trị còn lại của xe là 30%. Và thời gian sử dụng xe trên 10 năm, giá trị còn lại của xe là 20%. Ví dụ, ô tô sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu năm 2015, đến năm 2017 chuyển giao cho cá nhân khác, thực hiện đăng ký sử dụng lần 2 thì thời gian đã sử dụng được tính là 3 năm, năm 2015, 2016, 2017. Cũng chiếc xe trên, nếu đăng ký lần đầu năm 2016 và chuyển nhượng năm 2017 thì thời gian sử dụng vẫn là 3 năm vì thời gian tính khấu hao vẫn là năm sản xuất năm 2015. Trên thực tế, việc tính năm sử dụng của xe sẽ có ý nghĩa rất lớn với những xe nằm trong ranh giới giữa các khung thời gian nêu trên và người tiêu dùng cần lưu ý ngay từ năm sản xuất nhập khẩu đã được tính 1 năm theo bảng trên để tránh bị thiệt thòi khi tính thuế. Một số ví dụ cụ thể như sau. Chẳng hạn với chính chiếc xe BMW X5 nhập nguyên chiếc, sản xuất năm 2017 nói trên, giá tính thuế chung toàn quốc là 2.917 triệu đồng. Thời gian kể từ năm sản xuất tới nay là 11 năm, tỷ lệ chất lượng còn lại là 20%. Vậy phí trước bạ của chiếc xe này là 20% nhân với 2.917 triệu đồng nhân với 2% bằng 11,668 triệu đồng. Ví dụ 2, một chiếc xe Kia K3 2.0 bản số tự động sản xuất trong nước năm 2014 có giá tính thuế hiện nay là 669 triệu đồng. Lệ phí trước bạ tại thời điểm năm 2017 sẽ là 669 nhân 50% nhân với 2% bằng 6,69 triệu đồng. Nếu chiếc K3 nêu trên sản xuất năm 2015, lệ phí trước bạ hiện nay sẽ là 669 nhân với 70% nhân với 2% bằng 9,366 triệu đồng. Ví dụ 3, một chiếc Toyota Vios 1.5G sản xuất năm 2016 có giá tính thuế chung là 622 triệu đồng. Lệ phí trước bạ là 622 nhân với 70% và nhân với 2% bằng 8,708 triệu đồng. Nếu sản xuất năm 2017, lệ phí trước bạ của xe là 622 nhân với 90% nhân với 2% bằng 11,196 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ AutoBikes.vn. Hãy đăng ký kênh AutoBikes.vn để luôn cập nhật những thông tin thú vị nhất về thị trường ô tô xe máy Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.